Người cha mặc quần rách đạp xe cùng vợ con về quê, điều ước xót xa cuối hành trình. Vợ mất, ông lão lủi thủi đẩy xe bán bánh dạo, mưu sinh sau giãn cách, lời chia sẻ khiến tất cả rưng rưng. Trên đường hồi hương, người mẹ hơ mông rưng rưng nhận quà, không biết ngày 20 tháng 10 là gì hết. Quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp trên kênh Tin Tức Việt và ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trong dòng người ngược đường về quê nhà tại các tỉnh thành miền Tây những ngày qua, có vô số những câu chuyện cảm động được ghi lại bên lề hành trình. Một đoạn clip được đăng tải từ tài khoản có tên là Thắng Tài Tử ghi lại khoảnh khắc gia đình ba người hồi hương bằng xe đạp đã lan tỏa được sự ấm áp, nhân văn trong những ngày đại dịch. Điều lấy đi nước mắt của người xem không phải là vì sự đói khổ của những số phận tha hương mà còn là những tâm sự xót xa của một người chồng, người cha dành cho vợ con. Khi thấy một đại gia đình đạp xe trên quốc lộ 1A, anh Thắng đã dừng xe lại để hỏi chuyện. Mỗi người một chiếc xe chở theo hành lý lỉnh kỉnh. Người đàn ông đi trước, còn vợ con đạp theo sau. Hỏi chuyện một hồi mới rõ, cả gia đình làm phụ hồ, thất nghiệp đã nhiều tháng nên đạp xe từ Đồng Nai về Trà Vinh. Ở đó 3 tháng, mình không có tiền, cha mẹ già bệnh, rồi ở đó không có tiền đóng trọ luôn. Về quê nên đành đi xe đạp. Đi tới đâu thì hay tới đó, người đàn ông 50 tuổi chia sẻ. Đi đường thấy mệt, vợ chồng lại trải manh chiếu nằm luôn bên lề đường. Người vợ tên Phấn lúc này mới dở túi đồ, bên trong có hộp cơm trắng được vun đầy cùng với một túi trứng luộc và rau. Chị bảo đó là cả bữa trưa thịnh soạn của gia đình. Chàng trai trẻ đi đường bất ngờ vì ngoài hai vợ chồng còn có một đứa con gái 18 tuổi cũng dắt díu theo về quê. Cô sinh năm 2003, không được đi học, ngày ngày chỉ đi làm phụ hồ cùng mẹ. Anh Thắng mới hỏi còn trẻ như vậy, cô không chọn công việc nào nhẹ nhàng, đỡ cực hơn. Nói đến con gái, lúc này người cha ngồi kế bên lại bỗng nhiên bật khóc nức nở. Sống đã hơn nửa quãng đời người nhưng ông thấy tủi hổ vì không lo được cho con bằng bạn bằng bè. Thậm chí chiếc xe đạp để con đi cũng không mua nổi, phải xin lại từ chủ nhà trọ cũ. Đi xe đạp không dám đi đằng sau, thấy con mình nó đạp trước xót quá, không dám nhìn. Ai không muốn con mình được sung sướng đâu, tại hoàn cảnh khổ quá. Vợ con đạp sau, tôi đi trước đứng đợi, rồi mệt thì lại nghỉ. Giờ thấy con đau lòng dữ lắm. Chặng đường phía trước còn xa, người đàn ông mơ hồ nghĩ đến ngày rộng tháng dài còn ở trước mắt. Cả hành trình ông mang theo 15.000 đồng để dằn túi, dọc đường người ta cho thêm vài trăm. Thậm chí ông còn chiếc quần dài sờn chỉ rách ở phía sau. Người đàn ông liên tục gạt đi nước mắt, nói giờ ông chẳng mong gì, chỉ mong ai cho quá giang về đến quê được suôn sẻ. Được biết, Thắng Tài Tử là một trong số các mạnh thường quân tích cực làm các hoạt động thiện nguyện trong mùa dịch. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ nhiều clip ghi lại hành trình giúp đỡ những gia đình ly hương và có độ lan tỏa cao. Tình cảm của người đàn ông dành cho vợ con trong đoạn clip trên là một trong những khoảnh khắc khiến cho anh Thắng xúc động và quyết định giúp đỡ. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, Sài Gòn đang dần trở lại cuộc sống bình thường sau chuỗi ngày giãn cách. Đại dịch rồi cũng sẽ qua, nhưng những mất mát vẫn còn đó và sẽ trở thành nỗi đau dai dẳng ám ảnh suốt quãng đời còn lại của mỗi người. Một đoạn clip được cô gái trẻ ghi lại về lời tâm sự của một cụ ông chật vật mưu sinh sau quãng thời gian giãn cách khiến cho nhiều người xúc động. Giữa trời nắng, ông lão tập tễnh đẩy chiếc xe bánh dạo khắp các con phố Sài Gòn. Mái tóc bạc, chiếc áo sơ mi mặc còn bị đứt cúc khiến cô gái trào dâng niềm thương cảm. Nghe thấy tiếng cô vọng từ xa gọi, cụ ơi, ông lão mới lật đật cầm theo túi ni lông bánh mời chào. Cô hỏi chuyện, mùa dịch này ổn không chú? Cụ thi thoảng có chút buồn buồn rồi nói, thím chết rồi, bà đi cách ly rồi chết rồi. Câu trả lời thản nhiên khiến người ta không khỏi xót xa. Nỗi đau đã hóa chai sạn, vợ ông ra đi để lại ông một mình chật vật mưu sinh suốt quãng đời còn lại. Hai ngày ông lủi thủi đẩy xe bánh ngọt đi từ 9 giờ sáng đến 14 giờ chiều mới bán được 3 chiếc. Sau chuỗi ngày giãn cách mệt nhoài, những phận đời như ông vẫn phải loay hoay. Vẫn con đường đó nhưng không còn ai sớm khuya đi bán hàng cùng với ông nữa. Đếm số bánh còn lại trong chiếc xe đẩy, cô gái trẻ quyết định sẽ mua hết để giúp ông có thể về sớm. Cụ ông nói lời cảm ơn xúc động rồi chào tạm biệt cô gái. Kết thúc đoạn clip, cô gái đem những chiếc bánh ngọt đã mua tặng lại cho những người vô gia cư, người lái xe ôm, nhặt ve chai. Sự ấm áp, nhân văn đã lan tỏa trong những ngày Sài Gòn trở lại guồng quay hối hả, tất bật.
Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận về tới hơn 1,8 triệu lượt xem cùng rất nhiều bình luận tích cực. Rất đông cư dân mạng đã bày tỏ lời cảm ơn trước hành động của cô gái cũng như chia sẻ với số phận xót xa của cụ ông trong clip. Nhiều người đã để lại bình luận: "Chú nói bà nhà mất rồi mà mình quay ra nhìn cái áo của chú đang mặc, tự nhiên thấy quặn lòng. Hình như chú bán bánh ở quận 5, quận 10 nhé mọi người. Hy vọng ai đi qua có thể giúp đỡ cụ phần nào. Tầm tuổi như cụ ông phải được sum vầy cùng con cháu, vậy mà vẫn phải chật vật. Mong cụ luôn mạnh khỏe, cảm ơn hành động đẹp của cô gái. Sài Gòn còn nhiều người tốt lắm." Mời quý vị cùng chuyển sang thông tin đáng chú ý kế tiếp. Thưa quý vị, dọc đường Thiên Lý chạy dịch Covid-19, có gương mặt người mẹ trẻ mệt mỏi vì đường xa. Vào trưa ngày 20 tháng 10 vừa qua, ngày Phụ nữ Việt Nam, có lẽ là ngày đặc biệt đối với phái đẹp, đã có những lời chúc, sự chia sẻ, những khó nhọc mà người phụ nữ đã lo lắng cho người thân, gia đình. Lời chúc cũng gửi đến cho một vài phụ nữ có cảnh đời mưu sinh, nơi đất khách gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19, đang lỉnh kỉnh trên xe máy để về quê, dừng chân ở trước cửa hầm Hải Vân. Ở hầm Hải Vân phía nam thuộc địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, nhiều người phụ nữ trong đoàn hồi hương không có cảm nhận gì đặc biệt về ngày 20 tháng 10, cho đến khi có người tách họ ra khỏi đoàn để tặng quà. Thấu hiểu được nỗi cơ cực vất vả mà những người phụ nữ dọc đường phải trải qua, nhóm người giàu lòng thiện nguyện đã có mặt ở hầm Hải Vân để tặng quà cho những người phụ nữ này. Trưa nay có nhóm hơn 40 gia đình đi xe máy từ thành phố Đà Lạt về quê ở tỉnh Sơn La. Chứng kiến sự vất vả của những người phụ nữ bế con vượt đường xa, ai nấy đều không cầm được lòng. Nhóm chúng tôi quyết định tặng quà cho những người phụ nữ để họ nhớ hôm nay là 20 tháng 10, là ngày đặc biệt của họ. Nhà báo Nguyễn Thế Thịnh kể, với ánh mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ, gương mặt kiệt sức khi mới sinh con được 13 ngày, chị Hờ Thị Mỉ, 29 tuổi, quê huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, người Hơ Mông, xúc động khi được giúp đỡ, tặng quà tại hầm Hải Vân. Người mẹ Hơ Mông này rưng rưng khi được nhận quà kèm lời chúc mừng ngày 20 tháng 10, mà vốn dĩ lâu nay chị không hề nghĩ đến hoa và quà. Đến đâu thì người ta giúp, cho gì ăn đó, không biết ngày 20 tháng 10 là gì hết. Có chú kia gọi ra trao tiền và chỉ tặng cho phụ nữ thôi. Họ chúc mới biết là ngày lễ, xúc động lắm, chị Mỉ nói. Nhóm 43 người phụ nữ trong đoàn về quê được nhận quà là tiền mặt trị giá 500.000 đồng mỗi người do nhà báo Nguyễn Thế Thịnh cùng những người bạn đóng góp. Chị Mỉ cho hay đã cùng chồng vào tỉnh Lâm Đồng làm thuê hơn 5 năm nay. Nghề trồng hành thuê giúp gia đình chị đủ sống, có cái ăn cái mặc. Thế nhưng dịch bệnh kéo dài đã khiến vợ chồng chị quyết định hồi hương. Khi chị Mỉ sinh đứa con thứ hai mới được 10 ngày, họ quyết định về quê bằng xe máy. Họ đã chạy xe 3 ngày dòng xã, hôm nay mới đến hầm Hải Vân. Khi sinh đứa con trai thứ hai, chúng tôi không có gì ăn cả. Lúc này chỉ mong hai đứa con được ăn no, gia đình nhanh về đến quê thôi, chứ không nghĩ đến quà hay lễ 20 tháng 10 gì hết. Bế con về quê ở với ông bà, hết dịch thì người ta gọi về vào làm thuê. Chị Mỉ thiệt thà. Lặng lẽ ngồi tự lưng ở dãy ghế chờ, ánh mắt mệt mỏi vì lái xe chặng đường dài, anh Vàng A So, chồng chị Mỉ cho biết, khi quyết định chở đứa con nhỏ về quê, vợ chồng anh chuẩn bị một khoản tiền 600.000 đồng làm lộ phí. Dọc đường đi, vợ chồng anh được nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ nên cảm thấy rất ấm lòng. Khó khăn quá nên chở con nhỏ về quê, nhưng lo lắm, sợ thằng cu không chịu nổi. Khi nãy có chú Thịnh lấy số điện thoại tặng tôi 2 triệu đồng để mua sữa cho con nhỏ. Đi qua nhiều tỉnh thành, cả đoàn được cho thức ăn, nước uống, sửa xe, khiến tôi rất cảm ơn. Anh So nói, với các nhóm thiện nguyện tại thành phố Đà Nẵng, mặc dù lượng người về quê bằng xe máy đã giảm hơn so với trước, nhưng các tình nguyện viên vẫn quyết tâm bám trụ để giúp đỡ, tiếp sức. Sau khi được tiếp sức, tặng quà nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, đoàn người về quê bằng xe máy được các nhà hảo tâm hỗ trợ xe khách, xe tải, đưa người và phương tiện về quê. Vào chiều tối ngày 20 tháng 10, những người thuộc diện được giúp đỡ đã được xe đưa về đến Hà Nội, sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe máy để về quê nhà. Quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp trên kênh Tin Tức Việt và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất tới quý vị và các bạn. Mong quý vị hãy bấm đăng ký kênh và bật biểu tượng hình chuông để nhận thông báo mới nhất từ chúng tôi. Còn ngay bây giờ, mời quý vị cùng chuyển sang thông tin đáng chú ý khác.